Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Và tham dự với Hội Thánh để cùng nhau cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Anh chị em tôi nhắc lại những điều mà Chúa ngài cho, như là Chúa ngài sắp đặt trong nhiều ngày tháng để chúng ta có thể được Chúa ngài kéo chúng ta và đặt chúng ta vào trong chương trình mà Chúa ngài đang làm việc. Nhưng cho em biết là chúng tôi có một cái lời mời rất là khẩn thiết từ các lãnh đạo của tổ chức cầu nguyện của Đông Nam Á, của khối Đông Nam Á. Chúng tôi Việt Nam lần rồi thì cảm ơn Chúa, Chúa cho có những việc mà nhiều ngày tháng tôi cứ trung tín cầm cài, cứ làm công việc mà Chúa ngài giao cho. Mà không thấy hết được tất cả những gì Chúa ngài đang làm với bệnh viện lớn của một vùng của thế giới, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Là Chúa có thể đem và sử dụng những cái gì đổ nát ở trong đời sống của chúng ta, những đau thương trong cuộc đời chúng ta, khi chúng ta dâng cho Chúa, Chúa có thể biến nó trở nên phước hạnh. Ở tại Hà Nội tôi được tiếp xúc lần đầu tiên với các lãnh đạo trẻ của mạng lưới cầu nguyện của Đông Nam Á, trong đó có một mục sư từ quần đảo Bà Tàm. Thì hồi trước đến giờ, từ lúc mà 40 mấy năm về trước, khi đến trại tị nạn thì chỉ biết có cái trại tị nạn của mình tên là Bulao Kalang. Người ta hỏi thì chỉ nhớ thêm một cái địa danh khác, một cái quần đảo khác. Mà chúng tôi được biết là họ đem thực phẩm, nước uống để tiếp trợ cho trại khi chúng tôi gặp khô hạn, không có nước uống. Đó là Tân Dung Pinang. Thì chúng tôi chỉ biết có hai cái địa danh đó. Và nhiều ngày tháng thì khi đi sang Malaysia, xin lỗi, Indonesia, thì người ta đặt câu hỏi là hồi trước anh ở đâu? Thuyền của anh đã vào trong đảo nào của một trong 10.000 cái đảo của Indonesia. Tôi chỉ biết là ở Pulau Kilang, nhưng mà không biết là Chúa ngài cho tôi ở trong cái trại tị nạn mà vùng đất đó, vùng đảo đó hiện tại đang được Chúa ngài ban phước và đang có sự phục hưng lớn. Lùi trở lại một vài bước, anh chị em biết là khi chúng tôi đến Hà Nội thì anh em đưa về một cái khách sạn ở, thì chúng tôi không biết là mình ở chung với các mục sư lãnh đạo và tổng quản nhiệm của nhiều hệ phái của Việt Nam cùng ở trong khách sạn đó. Và ban lãnh đạo của mạng lưới cầu nguyện của Đông Nam Á cũng ở trong khách sạn đó. Thì sáng sớm chúng tôi đi xuống để ăn sáng cái ngày đầu tiên đó. Thì những người lãnh đạo của mạng lưới cầu nguyện của Đông Nam Á, họ rất là trân trọng đến và trao tặng cho tôi một cái chìa khóa hình bóng của sự phục hưng của quần đảo Ba Tam. Và nếu mà chúng ta coi trên bản đồ thì cái quần đảo Ba Tam nó giống như cái chìa khóa đặt ở trong cái chiều hướng như thế này. Cái khoen của nó và những cái đảo ở trong quần đảo Ba Tam này được nối kết bởi 7 cái chiếc cầu. Trước đây nó là một cái đống rác của Singapore. Bao nhiêu phế liệu, bao nhiêu đồ gì mà không xài được thì họ đem họ đổ trên cái vùng đảo này. Nó rất là nghèo, nó rất là sơ sát. Nhưng mà hôm nay trở nên một trong những cái quần đảo mà được Chúa ngài ban phước giàu có nhất của Indonesia. Vì Chúa đã ban phước. Và ở gần ở giữa cái cuối của cái chìa khóa, nếu chúng ta coi ở trong bản đồ thì chúng ta biết rằng có trại tị nạn Pulau Galang mà người Việt Nam chúng ta đã từng sống ở đó. Tôi kể cái điều này với ông mục sư của đang được Chúa ngài sử dụng, lãnh đạo trẻ của Indonesia, có một cái lời mời là lần tới khi tôi đến Indonesia hãy ghé qua quần đảo mà ông đang học vị Chúa. 20 năm về trước, khi mục sư trưởng ông sai ông đi đến đó, thì ông có cảm nhận là bị đài đến một cái nơi gọi là đất không có tốt. Nhưng mà ngày hôm nay thì Chúa cho từ cái con số không đó, hội thánh của ông bây giờ có 30.000 người. Họ xây dựng cơ sở chương trình cầu nguyện và đã thấy được sự biến đổi của cả cái quần đảo đó. Và ông cũng như những người lãnh đạo của mạng lưới cầu nguyện đã cho tôi cái chìa khóa này. Đây là chìa khóa mà Chúa ngài cho họ thấy năm 2019 là Chúa sẽ dùng Ba Tam như một cái chìa khóa để mở phước hạnh của Chúa và sự phục hưng cho cả Đông Nam Á và đặc biệt là Việt Nam của chúng ta. Cho nên họ đến và họ tặng tôi cái chìa khóa này một cách rất là long trọng. Và khi nhìn lại thì thấy rằng mình cứ trung tín trong những chuyến đi trước chúng tôi đi năm 2005, 2009, 2012 đến Indonesia, và bao nhiêu sự tiếp nối cũng như là tiếp đón những
người lãnh đạo của Indonesia, không ngờ là mình dự phần vào trong việc Houston nhận Indonesia làm đất nước gọi là Sister City cho Houston và cho nước Mỹ. Thì chúng ta được phước của Chúa khi chúng ta ở giữa chương trình của Chúa nhà làm việc. Tôi chia sẻ điều này để khích lệ anh chị em là như tôi đang ở trong loạt bài chúng ta học về cuộc đời của tiên tri Elise. Ông trung tín với việc nhỏ Chúa giao. Đến ngày, đến thời điểm của Đức Chúa Trời, Ngài cất nhắc lên và Ngài sử dụng cho việc lớn. Nguyên tắc đó không bao giờ thay đổi. Và cảm ơn Chúa ở trong ơn của Ngài, Indonesia chia sẻ với chúng ta trong ước mơ chủ đề của chương trình đại hội cầu nguyện ở tại Hà Nội. Thì họ chia sẻ với chúng ta 5 điều mà họ rút tỉa được là chìa khóa để thấy một đất nước, một quốc gia có thể được thay đổi. Họ đặt câu hỏi là Việt Nam được phước để làm nguồn phước bằng cách nào? Để chia sẻ với chúng ta 5 cái chìa khóa ở tại đây. Anh chị em có thể ghi chép để chúng ta có thể nắm bắt và chúng ta cầu nguyện. Ở tối hôm nay chúng ta tiếp tục với tuần rồi. Ở trong phần đầu đó là chìa khóa thứ nhất, đó là chúng ta phải nắm bắt khải tượng. Chúng ta phải thấy rằng Đức Chúa Trời rất muốn ban phước cho người Việt Nam của chúng ta. Việt Nam có một thiên mệnh trước mặt Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết rằng kẻ thù của chung của chúng ta là Satan không muốn việc đó xảy ra bao giờ. Trên Việt Nam là một trong những nước mà chúng ta thấy rằng chiến tranh xảy ra gần 2.000 năm qua. Đất nước tan nát, đủ thứ những việc xảy ra và luôn nằm ở trong cái tinh thần phải chiến đấu chống ngoại xâm. Bắt đầu là Trung Quốc. Thì chúng ta thấy rằng người Việt Nam của chúng ta có một cái tinh thần rất là bất khuất. Luôn cả quần áo chúng ta mặc, chúng ta cũng bày tỏ chúng ta không muốn giống như Trung Quốc, giống như người Trung Hoa. Người Trung Hoa có cái nón, có cái miếng vải che lên trên và có cái nút ở trên đỉnh. Việt Nam chúng ta cắt bỏ chỉ lấy còn cái viền thôi, cái khăn đóng đó. Áo áo dài cũng là hình thức mà chúng ta thấy rằng Việt Nam của chúng ta chọn là mình cài nút ngược trở lại với lại người Trung Quốc. Ngôn ngữ lấy tiếng Quảng Đông sửa lại thành tiếng Việt, tiếng hát Việt của chúng ta đó. Mà người Việt nói chuyện với nhau hiểu, người Hoa không hiểu, nhưng mà người Hoa nói người Việt hiểu. Cùng một chữ viết. Cho đến khi Alexander the Great chuyển quốc ngữ của chúng ta thành ra dần ABC thì chúng ta cũng viết chữ Nho đấy, chữ Hán đấy, giống như là tiếng của người Trung Hoa, tiếng Quảng Đông. Có những chữ mà chỉ nói lệch một chút xíu, thí dụ như người Quảng Đông nói đến Hoàng Cung là Hoảng Cung, thì người Việt của chúng ta gọi là Hoàng Cung. Mình nói với nhau, mình hiểu, mà người Hoa không hiểu. Họ gọi mục sư, chúng ta gọi là mục sư. Thùng báo thì chúng ta gọi là đồng bào. Và nhiều chữ nữa mà chúng tôi có dịp sẽ chia sẻ với anh chị em thêm. Nhưng tôi muốn chứng minh một điều, đó là chúng ta có một thiên mệnh. Nhưng mà chúng ta biết rằng thế giới tối tăm không bao giờ muốn điều đó nó xảy ra. Người Việt Nam của chúng ta trước đây thờ trời. Và có một cái bàn thờ trời cũng như là những cái ngày lễ để các vua lập đàn để có một cái lễ cầu nguyện gọi là Tế Nam Giao để cầu xin cho quốc thái dân an. Trên bàn thờ đó không có một hình tượng nào. Cũng lên bãi bậc. Và lời cầu nguyện của vua là xin Thượng Đế là Đức Chúa Trời ban phước ở trên đất nước của mình để đất nước được quốc thái dân an. Và nhiều điều khác nữa. Có cơ hội chúng tôi sẽ, anh Pat sẽ chia sẻ với anh chị em thêm nữa. Ở Việt Nam chúng ta có một cái đạo gọi là Việt giáo đó, là thờ trời. Nhưng mà chúng ta biết rằng thế giới tối tâm đã tìm đủ một cách để thay đổi. Như chúng ta biết rằng trước đây vua thì được gọi là thiên tử. Nhưng mà đến thời của Tần Thủy Hoàng ở bên Trung Quốc thì nó ảnh hưởng đến Việt Nam của chúng ta. Thì tất cả ngày xưa đều tin rằng vua là con của trời hay là sự ban phước của Đức Chúa Trời. Nhưng mà từ đó Tần Thủy Hoàng muốn đập dẹp cái quá khứ của mình, vì mẹ của ông đã có mang trước khi gả cho cha của ông. Cho nên Tần Thủy Hoàng sanh ra biết rằng thân thế của mình không có đẹp. Cho nên ông muốn giấu nhẹm cái dòng máu của ông. Cho nên ông bắt đầu tuyên bố rằng ông là đến từ rồng.
Cho nên chúng ta thấy là bắt đầu lông bào, lông sàng, lông xa, tất cả đều là chuyển qua hết, là nó đến từ rồng hết. Xe rồng, ghế rồng, quần áo rồng. Thì chúng ta thấy Việt Nam của chúng ta bị ảnh hưởng, và chúng ta coi lại lịch sử thì chúng ta thấy bắt đầu người ta không còn thờ trời nữa mà bắt đầu thờ rồng. Với Đức Chúa Trời, người đang có chương trình kế hoạch để kéo dân tộc của chúng ta trở lại với chính mình Ngài. Tôi kêu gọi anh chị em chúng ta nắm bắt khải tượng này. Có như vậy thì sự cầu nguyện của chúng ta mới bền bỉ. Anh em anh chị em. Vì từ trước buổi sáng thế, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. Và Ngài có những việc Ngài đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Cảm ơn Chúa. Chúa Ngài sắp đặt và ban phước để chúng ta là những người được Chúa cứu trước. Chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi, được gia nhập vào vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta là những nhịp cầu để bắt vào trong dòng họ của chúng ta. Nên tôi đừng chia sẻ với anh chị em, xóa bỏ cái từ ngữ tuổi thân, đó là tôi là người duy nhất ở trong dòng họ tin Chúa. Và phải đổi lại là tôi là người đầu tiên. Amen. Anh chị em có cảm amen không? Amen lớn lên. Khi chúng ta nắm bắt điều đó, chúng ta mới thấy được cái khải tượng là gia tộc của chúng ta được cứu. Và nếu chúng ta đốt cái đoạn cuối của chúng ta, là chúng ta tuyên bố trước mặt Đức Chúa Trời và mọi người, cũng như thế giới của tôi tâm, là tôi là người duy nhất và sẽ là người duy nhất trong dòng họ tin Chúa. Thì nước tối tâm nó có quyền pháp lý để nó làm việc. Nhưng nếu chúng ta công bố rằng tôi là người đầu tiên, thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban phước, bởi vì người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai, người thứ ba. Anh chị em nắm được vấn đề không? Amen. Chúng ta được cứu để chúng ta làm nguồn phước, để chúng ta làm nhịp cầu, để Đức Chúa Trời có thể làm việc trên dòng máu của chúng ta, dòng họ của chúng ta. Bloodline and family line. Trở lại với Kinh Thánh, chúng ta thấy điều đó rất là rõ ràng. Đức Chúa Trời Ngài muốn cứu cả một gia tộc, chứ Ngài không chỉ cứu những cá nhân mà thôi. Vì kế hoạch tin lành của Đức Chúa Trời là tin lành cho muôn dân. Amen. Cho nên chúng ta nắm bắt khải tượng, Đức Chúa Trời rất muốn Việt Nam được cứu. Việt Nam có một thiên mệnh mà Đức Chúa Trời Ngài dành sẵn. Và nếu chúng ta hiểu cái điều thứ hai mà Indonesia chia sẻ chúng ta, là chúng ta phải hiểu biết cái thời điểm chúng ta đang sống. Giống như chi phái Isaka là những con người biết trước thời đại của họ. Họ nghiên cứu và họ thấy những điều mà Chúa cho năm rồi, một tiên tri của Chúa đến để chia sẻ với chúng ta. Ông có một quyển sách được viết, đó là Tiên báo tiên tri, Prophetic Forecast, giống như dự báo thời tiết đó. Nghiên cứu lời của Chúa, lắng nghe tiếng phán của Chúa và thấy những điều Chúa Ngài đang muốn hội thánh của Chúa chuẩn bị để có thể đồng làm việc với Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải biết thời điểm và những công việc Đức Chúa Trời toàn định làm. Chúng ta cũng được huấn luyện trong hội thánh ở tại đây, đó là chúng ta quan sát xem Đức Chúa Trời đang làm việc ở tại đâu, và chúng ta thu xếp cuộc đời của mình để chạy đến với nó, mà chúng ta dự phần với Chúa. Suốt Kinh Thánh chúng ta thấy những con người được Chúa Ngài sử dụng đều là những con người như vậy. Chúa có kế hoạch đang cầm cài ở trong một gia đình khá giả. Khi thầy tương lai của mình đi ngang ném cái áo choàng ở trên vai Elise, Elise biết Đức Chúa Trời Ngài đang làm việc ở trên cuộc đời của thầy này. Cho nên ông từ bỏ tất cả mọi sự, cũng như chia tay với cha mẹ, chạy đến để dự phần với Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho tiên tri Eli phải đi và sức dầu cho Elise để làm tiên tri thay thế cho ông. Lúc đó ông hoàn toàn không biết điều này. Đây là một trong những điều mà chúng ta cầu nguyện để xin Chúa Ngài cho, để tất cả cơ đốc nhân Việt Nam của chúng ta, nếu không phải là tham vọng, xin Chúa cho để hầu hết cơ đốc nhân Việt Nam chúng ta biết cái thời điểm mà chúng ta đang sống. Đây là một điều mà chỉ có sự mặc khải ban phước từ trời chúng ta mới có được. Còn không, chúng ta sẽ là những người cận thị, thấy những chuyện ngay trước mắt của mình thôi. Là Chúa, xin Chúa cho con có thêm tài chánh, con không có nghèo đói, thiếu thốn, vân vân, chỉ những chuyện ngay trước mắt. Và chúng ta cần có một cái tầm nhìn xa. Như chi phái Isaka là những con người hiểu biết cái thời điểm mình đang sống. Khi cậu của ECT nói với bà một câu, biết đâu chừng người đã được dựng nên và lập nên cho thời điểm này.
Tại thời điểm mà bà được Chúa Ngài sắp đặt để sanh ra và lớn lên, mặc dù trong hoàn cảnh là một đứa con mồ côi đó, mà lại được cất nhắc lên làm hoàng hậu của một đất nước, để bà có thể lên tiếng và cứu dân tộc của mình. Biết đâu chừng ngươi đã được dựng nên và được lập cho thời điểm này. Tôi luôn sống với cái tinh thần đó. Biết đâu chừng Đức Chúa Trời Ngài cứu tôi, mang tôi sang Mỹ trước, cho cái thời điểm và cho công việc mà Chúa Ngài đã định cho dân tộc của mình. Và trải qua bao nhiêu thời đại, anh chị em đã nghe những đệ tớ của Chúa có những lời về cuộc đời của tôi, như là một Joseph đi trước qua xứ Ai Cập để có thể cứu dân tộc của mình. Là một cái người Chúa Ngài đưa tin trước để chuẩn bị hầu Chúa Ngài có thể ban phước. Vì hiểu được điều này cho nên tôi thường bước qua những cánh cửa cơ hội, những cái mối quan hệ mà ngay lúc đó thì có thể không hiểu được. Tại sao mình phải đi qua Indonesia? Tại sao mình phải đi truyền giáo, giảng tin lành của Chúa ở tại Malaysia? Tại sao? Nhưng bây giờ nhìn lại chúng ta thấy rằng không có một việc gì là dư thừa trong chương trình của Đức Chúa Trời hết. Và nhờ những cái đại hội, nhờ các mối quan hệ cũng như đại hội phục hưng mà chúng ta đã cật lực để tổ chức 19 năm qua, trả những cái giá rất là đắt, và có những cái mối quan hệ mà tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài đang chuẩn bị để tôi sẽ sử dụng các mối quan hệ cũng như là cái tình thân thương với các đệ tớ của Chúa tại Việt Nam để có thể được Chúa Ngài sử dụng để kêu gọi một sự hiệp nhất giữa hội thánh của Chúa tại Việt Nam. Vì Đức Chúa Trời Ngài làm một công việc rất đặc biệt, là trong chương trình mà Chúa cho tôi với lại anh Cường đi về Việt Nam dự phần vào trong việc giảng trong ngày kỷ niệm 500 năm ngày cải chánh giáo hội. Thì Việt Nam có 43 hệ phái, trừ ra Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam có 42 hệ phái. Thì trong 42 hệ phái đó thì 41 hệ phái đã bỏ phiếu để mời tôi về để chia sẻ lời của Chúa. Và các mục sư đã từng đi qua dự đại hội nói rằng chuyện này chưa bao giờ có. Chưa bao giờ có một cái sự hiệp nhất trong cái quyết định như vậy. Ngài khen Chúa. Và tôi tin rằng không phải tôi mà là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngài đang chuẩn bị một cái điều gì đó mà chúng ta tin rằng Chúa Ngài sẽ làm lớn hơn. Thứ ba, chúng ta thấy Indonesia chia sẻ với chúng ta là chúng ta phải trở nên những người nam, người nữ cầu nguyện. Chìa khóa của sự phục hưng và biến đổi cộng đồng đất nước của Indonesia là sự cầu nguyện. Họ cầu nguyện trong nhu cầu hết sức là lớn lao, sống còn đó, mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban phước. Bởi vì họ không cầu nguyện để mà cầu nguyện, như là người ta chơi trò chơi cầu nguyện. Nhưng họ cầu nguyện vì sự sống của họ, gia đình của họ, hội thánh tùy thuộc vào cái lời cầu nguyện của họ được Chúa đáp lời. Khi chúng ta cầu nguyện với một cái gánh nặng như vậy, thì chúng ta sẽ chuyên tâm hơn, chúng ta sẽ nghiêm khắc hơn đối với tội lỗi trong đời sống của chúng ta. Để chúng ta biết rằng tội lỗi có thể ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời, và chúng ta không thể, lời cầu nguyện của chúng ta Chúa không còn có thể nghe được. Điều đó sẽ giúp cho chúng ta trở nên những con người mà khi chúng ta cầu nguyện, thiên đàng lắng nghe. Và chúng ta được tất cả sự chú ý của thiên đàng. Lời cầu nguyện của chúng ta sẽ rất linh nghiệm. Không phải lẩm bẩm lâu lâu một lần cái lời cầu nguyện của mình được Chúa Ngài đáp lời, nhưng mà liên tục lần này sang lần khác chúng ta xin Chúa làm, chúng ta cầu nguyện, Chúa đáp ứng. Điều đó mới có thể có một ảnh hưởng lây lan ra. Và chúng ta thấy rằng nó sẽ đem đến một cái niềm khích lệ cho các anh chị em khác. Khi chúng ta mở miệng ra chúng ta cầu nguyện, họ muốn đến để amen với chúng ta. Vì họ biết rằng chúng ta cầu nguyện sẽ có chuyện xảy ra. Thứ tư, để chúng ta có thể thấy đất nước của chúng ta được phước, hội thánh của Chúa được phước và làm nguồn phước, chúng ta phải trở nên những con người khiêm nhường. Chữ khiêm nhường trong định nghĩa là đơn sơ giản dị. Như tôi chia sẻ với anh chị em, các thương gia ở tại Indonesia, những người chủ tịch của một cái tập đoàn ngân hàng ở bên đó, họ có những cái tòa nhà cao ốc, không phải một mà nhiều tòa nhà lên đến 50 tầng. Họ rất là khiêm nhường. Tôi nhớ có một thương gia được anh em cắt đặt để
đi theo và chăm sóc chúng tôi, các mục sư từ Mỹ. Các mục sư cần cà phê hay là trà, vân vân. Rất là khiêm nhường. Chỉ đến khi mình cãi miệng họ, họ mới nói ra. Tôi nhớ khi được đưa lên cái tầng cao nhất của một tòa nhà rất cao ở tại Jakarta. Lên đó thì thấy là một cái tháp cầu nguyện, một cái địa điểm cầu nguyện mà anh em cầu nguyện 24 tiếng đồng hồ trong ngày, 7 ngày trong tuần, đổ phước hạnh của Chúa xuống và công bố phước hạnh của Chúa xuống ở trên thành phố Jakarta của họ. Trước đó chúng tôi nghe có những công việc như là những người Hồi giáo họ cấm không cho một cái tháp chuông hay là một cái đỉnh núi của nhà, đỉnh nhà thờ của nóc nhà thờ của người Tin Lành của chúng ta cao hơn tháp cầu nguyện của họ. Họ luôn luôn muốn là họ chiếm cái bầu không khí cũng như cái vị trí cao nhất ở trong thành phố. Và chúng ta hiểu điều này, những nơi cao mà các vua ở trong cựu ước họ đã dâng cho thế giới tối tăm thì nó muốn chiếm lãnh, vua cầm quyền chúng không trung. Thì các anh em hiểu được điều đó, cho nên họ đã dâng nguyên một cái tầng của cái tòa nhà cao ốc của mình đó để làm tháp cầu nguyện. Thì tôi cứ lẩm bẩm và cuối cùng thắc mắc quá chịu không nổi, tôi nói rằng sao mà khôn ngoan và sáng suốt quá như thế này, ai mà nghĩ ra cái chuyện này để có thể cho hội thánh sử dụng cái tầng cao nhất này để làm công việc này. Thì cái ông mà đi theo chăm sóc, chăm trà, mời cà phê chúng nữa, ông nói tại vì cái người chủ cái tòa nhà này là con cái của Chúa. Tôi hỏi người đó là ai cho tôi được gặp, nói rằng là tôi. Tôi nhận mới biết là một tỷ phú mà trong những ngày qua đi theo xúm xích chăm sóc chúng tôi, tiếp đón chúng tôi. Và nó không phải là chỉ có ông này, nhưng mà hầu hết họ có một tinh thần rất là khiêm nhường. Chúng ta mà triệu phú thôi đó là muốn gặp chúng ta là có phải là xin hẹn và là trường lớn đó. Có thể chúng ta bước vào nhà của họ phải cởi dài cởi vớ ra ngoài chứ không được đi vô. Quan liêu và tinh thần đó sẽ không bao giờ đem lại một cái sự hiểm nhất. Hòa đồng với anh em của mình, cầu nguyện để Chúa cho chúng ta trở nên khiêm nhường đến điều như lời của Chúa dạy. Chìa khóa thứ năm nó liên quan đến điều thứ tư, đó là khiêm nhường là cái lối đi dẫn đến sự hiệp nhất. Có sự khiêm nhường thì chúng ta mới có thể mời các anh chị em khác, và họ mới nhận lời mời của chúng ta để đứng chung với chúng ta. Vì hai người kiêu ngạo không thể nào đứng chung được, nó phải là khiêm nhường. Và năm chìa khóa này tôi đã quan sát và thấy các anh em của chúng ta hội thánh ở tại Indonesia, họ đã sống từ việc họ chọn những lời của bài hát cho đến việc họ tôn trọng cái vấn đề đi ở giữa lối đi. Và thấy một anh em của mình, họ nhường chỗ cho anh em của mình đi trước họ. Cái lối sống của họ bày tỏ chứ không phải chỉ là ý tưởng cũng như là trên miệng mà thôi. Tôi chia sẻ điều này để xin Chúa ngài cho anh chị em là những người được Chúa ngài sức dầu để chúng ta nắm bắt được và chúng ta bắt đầu cầu nguyện cho Việt Nam của chúng ta. Tôi tin rằng Chúa ngài sẽ đáp lời chúng ta, bởi vì ngài đã có ý định muốn làm điều này lâu rồi. Và cái chìa khóa chỉ là hình bóng mà Chúa ngài cho năm cái điều này đến từ quần đảo Ba Tam đó. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời ngài giao cho chúng ta đúng cái thời điểm mà chúng ta cần nắm bắt. Cho nên chuyến đi vừa rồi của chúng tôi về Việt Nam không thể là ngẫu nhiên được, bởi vì lãnh đạo của Indonesia trước khi khi được mời để cầu nguyện và chúc phước trên đất nước Việt Nam, thì mục sư Daniel và John Jay đã khóc và nói rằng ngày hôm qua, sáng hôm qua khi tôi đến Hà Nội, tôi đi ở trong khuôn viên ở tại Hà Nội, thì Đức Chúa Trời nói với tôi rằng Indonesia phải xin lỗi Việt Nam trước khi Indonesia có đủ tư cách để công bố sự chúc phước của Chúa trên Việt Nam. Ông chia sẻ điều đó. Ông nói tiếp rằng ông theo đuổi ý tưởng đó thì Chúa cho ông thấy rằng Indonesia phải xin lỗi vì cái thái độ và cái cách đường lối của chính phủ Indonesia trong việc đối xử với những thuyền nhân Việt Nam. Và anh chị em hiểu cái trại tị nạn Bulao Kalang nằm ở trong quần đảo Ba Tam là cái quần đảo mà những lãnh đạo giao cho tôi cái chìa khóa này. Chúa cho tôi cầm cái chìa khóa để mở khóa, vì tôi là thuyền nhân duy nhất trong kỳ hội đồng đó.
có đủ thẩm quyền để công bố sự tha thứ và hàn gắn với Indonesia. Việt Nam của chúng ta, từ các mục sư tổng quản nhiệm cho đến tín đồ, có ai đã bị Indonesia ngược đãi để có thể công bố sự tha thứ? Anh em thấy tuyệt vời không? Và Chúa cho tôi chỉ có 12 ngày trước khi đi về Việt Nam thì tôi mới quyết định để đi. Một chuyến đi rất đắt tiền về vé máy bay bởi vì mua nó dưới 2 tuần lễ. Mà khi ngồi trên máy bay tôi cũng hỏi Chúa ơi, tại sao con phải đi một chuyến đi nó đắt tiền như thế này? Và đi trong một cách gấp rút như thế này. Và tôi cứ nghe Chúa ngày nói một câu, con cứ mở mắt mà xem. Thế là tôi ráng mở mắt đi xem công việc của Đức Chúa Trời và thấy được những cái kết nối rất là tuyệt vời. Và ngày hôm đó một số anh em đã theo dõi cái buổi nhóm đó. Tôi công bố trong nước mắt bởi vì tôi sống lại với kinh nghiệm đó. Khi mục sư Erwin là mục sư đang được Chúa Nghĩa sử dụng cho quần đảo Ba Tam, ông rằng lần tới khi anh đến Ba Tam, chính tôi sẽ đích thân chở anh vào trại tị nạn Ga Lăng để anh có thể thấy được cái chỗ mà mình đã từng sống 9 tháng ở tại đó. Khi mục sư Daniel chia sẻ cái điều đó thì tất cả nó trở về với tôi, cho nên tôi công bố tha thứ họ trong nước mắt. Và những phước hạnh bắt đầu mở ra. Một trong những phước hạnh mà Chúa ngày ban phước vào tối hôm nay, tôi mời anh chị em chúng ta cầu nguyện để xin Chúa ngày bảo vệ. Đó là một cái ý định, một cái ước mơ của một anh em của chúng ta, là khi mình làm được tiền trong sự ban phước của Chúa cho những ngày còn lại của cuộc đời của mình trên đất, mặc dù lúc bấy giờ anh không nghĩ là mình còn được bao nhiêu, không bao lâu, thì anh sẽ dâng 50% cho công việc Chúa. 5/10 chứ không phải chỉ 1/10 anh chị. Tối đêm nay chúng ta cầu nguyện xin Chúa ngày ban phước trên công ty này. Bởi vì với một ước mơ như vậy, Satan sẽ không bao giờ để yên. Và tôi thấy rằng mình có trách nhiệm để cầu nguyện cho công ty này, để Chúa ngày ban phước. Vì tài chánh đó anh dâng để yểm trợ cho việc thấy khải tượng Việt Nam được cứu. Sau là những số tiền lớn, theo như con số của những công ty sẽ bài bán những cái sản phẩm này, thì số tiền có thể lên rất lớn. 50% của vài chục triệu, và có thể lên đến vài trăm triệu nếu mặt hàng này được dân Hoa Kỳ ở khắp nơi trên nước Mỹ này mến chuộng. Mục tiêu là để chúng ta sẽ thành lập một mạng lưới cầu nguyện cho toàn đất nước Việt Nam của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là sẽ có những trường huấn luyện khắp nước Việt Nam của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là sẽ có những cái kế hoạch để mở hội thánh mới khắp đất nước Việt Nam của chúng ta. Mục tiêu là chúng ta sẽ có những chương trình truyền giảng đại chúng và những truyền giảng cá nhân cho khắp đất nước Việt Nam của chúng ta. Để trước ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm, chúng ta sẽ thấy 53 triệu người Việt Nam chúng ta được cứu. Xin Chúa cho để lòng của anh chị em bắt đầu được phấn khởi vì khải tượng mà Chúa ngày ban cho chúng ta. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Tối hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta cầu nguyện. Trong cái bối cảnh đó, chúng ta học theo gương của Giabê. Một con người có một cái bắt đầu rất là tệ. Ông phải là người tạo cho mẹ của mình một sự đau đớn lắm khi sanh ông. Trên mẹ ông mới đặt tên của ông là Giabê, có nghĩa là ta sanh nó trong sự đau đớn. Chúng ta hình dung suốt cuộc đời của ông, mỗi lần mà tên của ông được gọi lên, ông hiểu cái ý nghĩa của nó, thì nó làm cho lòng của ông đau khổ biết chừng nào. Mình khó sanh hay là mình làm như thế nào để mà mẹ sanh mình ra đặt tên mình như vậy. Và thời đó thì người ta đặt tên với ý nghĩa, chứ không phải là đặt như có đặt cho người Việt Nam của chúng ta. Chúng ta sẽ dựa trên lời cầu nguyện của Giabê và chúng ta cầu nguyện trong buổi tối hôm nay. Nhưng khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cần nhớ cầu nguyện với đức tin. Vì nếu không có đức tin thì chẳng có thể vừa ý Đức Chúa Trời. Thứ hai là chúng ta phải trải linh hồn của mình ra trước mặt Chúa, để người công bình cầu nguyện sốt sắng thật có linh nghiệm nhiều. Nếu có những gì làm cho chúng ta không được ở trong vị trí công bình trước mặt Đức Chúa Trời, ăn năn giải quyết để được tha thứ, để chúng ta lại được xưng công bình ở trước mặt Chúa. Thứ ba, chúng ta cầu nguyện vì tương lai của chúng ta tùy thuộc vào sự cầu nguyện này. Đức Chúa Trời ngài dẫn bước chân của người của ngài. Xin Chúa ngài ban phước. Vì chúng ta
đi vào lời cầu nguyện của Giabê, xin nghe lại một lần nữa. Giabê được tôn trọng hơn anh em của mình. Mẹ người đặt tên là Giabê vì nói: ta sanh nó trong sự đau đớn. Nhưng Giabê không chấp nhận điều đó. Giabê khẩn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng: chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn, nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu. Hay là tôi chẳng phải là cớ để đem lại sự buồn rầu. Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người khẩn nguyện. Chúa ban y như, chính xác như, giống như những điều mà Giabê đã cầu nguyện. Điều thứ nhất chúng ta đến trước mặt Chúa, đó là xin Chúa ban phước trên VBC Houston hay là đời sống cá nhân của chúng ta, dân tộc của chúng ta một cách quả thật. Trong tiếng Anh thì please bless me indeed, tức là xin Chúa ngài ban phước trên tôi một cách gọi là quả thật, chứ không phải chỉ là lời nói mà thôi. Nhưng mà có những cái công việc, có những cái bông trái của sự ban phước của Chúa thể hiện trên đời sống của tôi. Chữ ban phước tại đây trong cái nghĩa nó là xin Chúa bày tỏ ơn của Chúa, xin Chúa ngài chuyển tải ơn siêu nhiên của ngài trên cuộc đời của ông. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa ngài ban phước trên đời sống tâm linh. Chúng ta xin Chúa ngài ban phước trên đời sống hôn nhân và gia đình của anh chị em chúng ta trong VBC Houston. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa ngài ban phước trên đời sống của con cái của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa ban phước trên các mục vụ của VBC Houston. Chúng ta cầu xin Chúa ngài ban phước trên công việc làm của anh chị em của chúng ta trong hội thánh. Chúng ta xin Chúa ngài ban phước trên các mục sư, để cho ngài ban phước những người nhạy bén trong ơn cầu thai nhận biết. Chúa ngài bày tỏ cho biết là chúng tôi các mục sư ở dưới một cái áp lực rất là lớn. Anh Cường cho tôi thấy, anh thấy tôi và một số các mục sư giống như những con cá lớn, nhưng mà mệt quá rồi. Khi anh chạy đi tìm gặp tôi thì tôi rằng xin cầu nguyện cho, bởi vì các mục sư đang rất mệt. Xin Chúa ban phước để chúng ta sẽ nắm bắt điều đó và chúng ta sẽ nâng đỡ các đệ tớ của Chúa ở trong sự cầu nguyện. Xin Chúa cho chúng ta sáng suốt để chúng ta sẽ không giúp giáo cho quỷ khi chúng ta có những lời chống đối, nghịch lại, nói nghịch lại. Nhưng mà sẽ là những lời cầu nguyện yểm trợ, những lời cầu nguyện hậu thuẫn. Anh chị em có bao giờ để ý tại sao giáp trụ của người tín đồ không có nói đến cái áo giáp gì phía sau không? Giáp công bình trước mặt, rồi chúng ta thấy dây nịch của lẽ thật, rồi chúng ta thấy thuẫn, rồi chúng ta thấy gươm, chúng ta thấy mão trụ của sự cứu rỗi. Dài dép sẵn sàng giảng tin lành, nhưng mà sau lưng thì không có cái gì bảo vệ. Nhưng mà cái sự bảo vệ nó nằm ở phần sau đó. Hãy dùng đủ mọi thứ cầu nguyện nài xin mà cầu nguyện cho thải các tín đồ. Chúng ta cần cầu nguyện để bảo vệ nhau trong sự cầu nguyện là như vậy. Amen anh chị em. Chứ gì? Xin Chúa mở bờ cõi của VBC Houston rộng lớn. Do vậy ông muốn cái bờ cõi của ông được mở rộng, ảnh hưởng được mở rộng, trách nhiệm lớn hơn và có nhiều cánh cửa cơ hội hơn. Đây là một ước mơ rất đẹp lòng Chúa. Ông muốn được ảnh hưởng của mình được lớn hơn. Ông muốn trách nhiệm của mình cao cả hơn. Ông muốn một vụ của mình lớn hơn. Được phước để làm nguồn phước là như vậy nên cho em. Amen. Bây giờ chúng ta cầu xin Chúa ngài nới rộng bờ cõi. Xin Chúa ngài tăng thêm cơ hội cho VBC. Xin Chúa mang đến VBC những người sẵn sàng để tiếp nhận những gì VBC Houston sẽ phục vụ họ. Chạy đến với một tấm lòng sẵn sàng để đón nhận. Xin Chúa ngài mang những người như vậy đến với BBC Houston. Xin Chúa cho chúng ta luôn sẵn sàng để chinh phục linh hồn tội nhân. Xin Chúa đưa dẫn BBC Houston tiếp xúc với những người BBC Houston sẽ ảnh hưởng họ vào trong nước của Đức Chúa Trời. Xin Chúa ngài lập những cái cuộc hẹn thương thượng khắp ở trên thành phố này để chúng ta sẽ bước qua những cánh cửa đó và chúng ta sẽ thấy kết quả trong ơn của ngài. Xin Chúa mở những cánh cửa một vụ để VBC Houston có thể giúp ích cho cả VBC Houston lẫn những người xung quanh. Chúa ngài sẽ ban phước cho chúng ta ở trong ơn của ngài. Những cánh cửa, những cơ hội phục vụ. Để những một vụ mà chúng ta thấy được Chúa ngài ban phước, chúng ta yểm trợ những cô nhi viện, chúng ta được Chúa ngài sử dụng để hàng tháng có thể đi vào trong Texas Children Hospital để đưa những nhu yếu phẩm để giúp những phụ huynh, những cha mẹ
có con đang nằm ở trong NICU. Chúa ngày ban phước, chúng tôi thấy những người dự phần vào đã thu hoạch cái bông trái của một vụ của mình một cách rất là lạ lùng và trong ơn của Chúa. Lời cầu nguyện thứ ba, nguyện tay Chúa phù giúp BBC Houston. Giabe muốn sự hiện diện của Chúa. Như chúng ta thấy Abraham được kể là bằng hữu của Đức Chúa Trời, chắc chắn Giabe cũng ước ao như vậy. Có một vị mục sư là sứ giả phục hưng là Duncan Campbell định nghĩa phục hưng là sự nhận biết sự hiện diện thánh của Chúa. Revival is an awareness of the presence of God. Xin tay Chúa tượng trưng cho sự thông công ban quyền năng bảo vệ của Ngài được đến ở trên VBC Houston và các tín hữu của VBC Houston. Xin Chúa ủy quyền quyền năng của Chúa thể hiện trong đời sống của từng tín hữu. Nếu sống ở tại đây, sinh hoạt trong hội thánh này, Chúa đã gửi những sứ giả được đầy ơn của Chúa đến đây để đầu tư vào ở trong cái kho báu của những gì Chúa Ngài đặt để ở tại VBC Houston này, mà chúng ta không tăng trưởng, chúng ta không bước đi trong quyền năng của Chúa, thì có một gì đó sai trật rất lớn. Chúng ta tháng 10 này sẽ là 20 năm chúng ta đã đứng ở trong vị trí để tổ chức Đại hội Phục Hưng. Một lời mời, một cái sự cắt đặt tín nhiệm của năm mục sư trong một kỳ kiến ăn cầu nguyện ở Đức Quốc. Chúa cho và chúng tôi trung tín làm cái công việc này. Mặc dù cá nhân cũng phải trả giá và VBC Houston của chúng ta cũng đã trả giá rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta tin rằng trung tín trong việc nhỏ, Đức Chúa Trời sẽ giao chúng ta những việc lớn hơn. Amen anh chị em. Và Chúa ngày cho chúng ta được tiếp xúc, chúng ta được mời những sứ giả phục hưng, những con người được Chúa ngày sử dụng của tầm cỡ của thế giới. Và các mục sư Việt Nam khác họ nói rằng làm sao ông Khánh mời được những người này? Câu trả lời là trung tín trong việc nhỏ, Chúa giao cho việc lớn. Amen anh chị em. VBC Houston được Chúa ngày đụng chạm một cách tươi mới. Xin Chúa cho để những gì đang diễn ra trong mấy tuần qua sẽ tiếp tục làm lớn hơn nữa. Và những người đã vì một cái lý do nào đó và không còn nóng cháy trong Chúa trở lại bốc cháy cho Chúa. Những người đã từng nguội lạnh được Chúa nhà làm việc để có thể cháy bùng cho ơn của Chúa trong ơn của Ngài. Lời cầu nguyện thứ tư, xin giữ tôi được khỏi sự dữ. Điều này có hai mặt, khỏi sự tấn công của thế giới tối tăm và chính cá nhân tôi không làm những điều dữ, những điều ác gây đau khổ cho người khác. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài cứu VBC Houston khỏi cả ác. Vì chúng ta biết rằng khi chúng ta đứng trong một điều gì đó và ý định Đức Chúa Trời toan định sử dụng chúng ta, thì thế giới tối tăm sẽ tìm đủ một cách để tấn công chúng ta vào chính những điểm đó. Cách đây 2 tuần có một vài anh em ngồi ăn chung với tôi và đặt câu hỏi, mục sư trong kinh nghiệm hướng dẫn hội thánh của Chúa gần 40 năm, thì theo mục sư thì ma quỷ thường tấn công cái điểm nào nhất ở trong hội thánh của Chúa? Thì tôi trả lời với anh em của chúng ta, thứ nhất là tài chánh. Nó muốn bôi nhọ và sử dụng cái lĩnh vực tài chánh để chụp mũ và tấn công thôi. Vì tôi có một cái kế hoạch là giữ cho mình thanh liêm đối với vấn đề tài chánh, không bao giờ muốn đụng vào một đồng tiền nào ở trong hội thánh. Có 3 con số mà tôi cần ban tài chánh báo cáo cho tôi là đủ: tổng số thu, tổng số chi và tồn quỹ. Còn ai dâng bao nhiêu, ai làm gì thì để ban tài chánh sẽ giúp đỡ cho công việc đó. Mặc dù như vậy, nhưng mà khi nó kiếm cớ tấn công thì nó tấn công đúng vào trong việc tài chánh. Anh chị em nhớ cái nguyên tắc này tôi nói để anh chị em biết và bảo vệ chính mình cũng như con cái của chúng ta và hội thánh của Chúa. Cái gì mà chúng ta làm tốt nhất, chúng ta giỏi nhất là chỗ trở nên hồng tâm tấn công của ma quỷ. Thì rồi thứ hai là đứng cho giá trị của gia đình. Ma quỷ sẽ tìm đủ mọi cách để tấn công. Vì ước mơ của tôi là gia đình phải được phước và gia đình sẽ đi trong ý nguyện ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Chúa Trời. Thì cái điều đó nó đem lại khích lệ cho rất là nhiều anh em, mà nó cũng là một cái hồng tâm rất là lớn. Luôn cả những người đã từng là phụ tá của VBC Houston đi ra. Ô, cái hội thánh đó là hội thánh gia đình trị. Ý của họ, một cái ý cũng giống như là cả gia đình của mục sư Khánh, đó là cai trị hội thánh của Chúa, gia đình trị.
Nhưng mà tôi chia sẻ để khích lệ anh chị em, đó là họ được Đức Chúa Trời ngày cất nhắc lên vì họ trung tín trong việc nhỏ, Đức Chúa Trời ban phước cho việc lớn. Khi mà người ta đứng dậy phủi tay bỏ đi và có cái thái độ vô trách nhiệm đối với những công tác mà họ đã được giao cho, thì những người trung tín kính sợ Đức Chúa Trời đã đưa vai vào để gánh vác những công việc đó, mà Đức Chúa Trời sử dụng họ lớn. Amen anh chị em. Để chúng ta nhớ và chúng ta biết, và đó cũng là sự đáp lời và ban phước của Đức Chúa Trời. Và chúng tôi tin điều đó, và Chúa ngày ban phước, vì đó là điều tôi cầu nguyện và đã giảng dạy cho anh chị em. Nhiều người nói, gia đình của mục sư là một cái nguồn phước, là một cái điểm khích lệ cho chúng tôi, chức vụ của chúng tôi. Nhiều mục sư đã nói cái điều đó, nhưng mà đó cũng là cái điểm tấn công rất lớn của ma quỷ. Mình nó biết điều mà chúng ta được Chúa nghe ban phước, thì nó sẽ tìm đủ một cách để cắt đứt cái phước đó. Như tôi từng chia sẻ với anh chị em, một ngày tôi ngồi tôi xem một cái cuộc phỏng vấn hoa hậu của nước Mỹ và sau đó trở nên hoa hậu của thế giới. Cô chia sẻ một điều, đó là từ nhỏ thì cô cảm nhận rằng luôn luôn có một sự tấn công để cướp đi cái sắc đẹp của cô. Cô bị tai nạn xe 3 lần. Một lần đó là bay ra khỏi kính trước của xe, mặt của cô là rách nát hết vì những cái mảnh vụn của cái kính xe nó bị bể. Sao đang biết tương lai cô sẽ là hoa hậu của nước Mỹ và hoa hậu của thế giới. Tai nạn thứ nhì làm cho cô gãy 2 cái chân luôn. Hoa hậu mà đi khập khiễng thì làm sao được chấm điểm. Nhưng mà cô nói rằng Đức Chúa Trời ngài bảo vệ. Mặt rất nát như vậy đó, đáng lý nó để thẹo lại, nhưng mà khi lành không có một cái thẹo nào hết. Chân bị gãy như vậy mà khi xếp lại đăng bột xong, mở ra cắt cái đăng bột, thì cô đi một cách bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Satan nó luôn đeo đuổi những gì Đức Chúa Trời muốn sử dụng chúng ta, ban phước trên chúng ta để tấn công. Cho nên chúng ta là những người hiểu biết trong chức vụ cầu thai bảo vệ của chúng ta là như vậy. Chúng ta biết những gì ma quỷ nó đeo đuổi thì chúng ta sẽ yểm trợ bao phủ bằng sự cầu nguyện của chúng ta. Nhưng phải cầu nguyện là nài nỉ Đức Chúa Trời làm công việc, nhưng mà chúng ta có thẩm quyền Chúa ban cho để cột trói công việc của ma quỷ và mở phước hành của Chúa ra. Vì những gì chúng ta cột trói dưới đất này, Chúa ngài sẽ cột trói trên thiên đàng. Những gì chúng ta mở ra dưới đất này, Đức Chúa Trời cũng sẽ mở trên thiên đàng. Amen. Cảm ơn Chúa. Là cầu nguyện, xin Chúa ngài cứu VBC Houston khỏi kẻ ác. Công bố trói buộc linh phân rẽ hội thánh khỏi hội thánh. Một điều khác là chức vụ của tôi được Chúa ngài sắm sẵn để cho cái ngài, để chúng ta đem lại cái sự hiệp một của hội thánh của Chúa chung. Thì chúng ta luôn luôn cảm nhận cái sự tấn công của ma quỷ trong cái việc gây chia rẽ. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa ngài ban phước để anh chị em của chúng ta tất cả đều hiểu được cái thiên mệnh Chúa sử dụng VBC Houston của chúng ta. Chúng ta có những lời tiên tri đã công bố lên VBC Houston là bóng mát giữa sa mạc cho nhiều chức vụ. Có những người họ mòn mỏi trên con đường khát nước, không đủ nước, và trong chức vụ, trong đời sống, họ về đây dự đại hội, họ về đây nhóm lại với chúng ta, họ kinh nghiệm sự tươi mới trong ơn của Chúa. Mà nó không phải một lần, nhưng mà chúng ta thấy rằng luôn lặp lại. Có những người, cuộc đời của họ khô hạn, họ muốn đến để nhóm lại với chúng ta một lần. Thôi như khi bỏ tiền ra mua cái vé máy bay gần 1.000 đô la, chỉ bay đến cuối tuần nhóm lại với chúng ta rồi bay về. Xin Chúa ngài ban phước để chúng ta biết mình đang được Chúa ngài ban cho điều gì để chúng ta sẽ bảo vệ. Xin Chúa ngài che phủ và bảo vệ công ty Harmony Coffee. Đây là một cái công ty mà tôi chia sẻ và tạm giấu tên những anh em này, bởi vì càng giảm bớt chi tiết ra bên ngoài thì càng giảm bớt cái tầm sát thương mà ma quỷ có thể tấn công. Thì có nhiều khi có những người còn ấu trĩ thuộc linh hay là gì đó thì có cái lòng ganh tị thì lại sẽ có những sự bắn phá không cần thiết. Cho nên chị em là những người hiểu biết công việc, chúng ta cầu nguyện cho công ty này, cái người anh em của chúng ta, Chúa gìn giữ ban phước cho sức khỏe. Vì tai biến mạch máu não mà xảy ra một lần là có thể mất mạng rồi, có thể là tàn phế rồi. Anh trải qua 4 lần. Nhồi máu cơ tim 1 lần là có thể mất mạng, anh trải qua 3 lần.
Nhưng mà tôi tin Đức Chúa Trời Ngài giữ sự sống của anh, bởi vì anh cầm ở trong tay một trong những cái yếu tố cần thiết để có thể góp phần vào việc thấy dân tộc Việt Nam của chúng ta được nghe tin lành cứu rỗi của Chúa và nhiều người được cứu. Cho nên chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài bảo vệ trên sức khỏe của anh, ban ơn ở trên công việc của anh. Và nếu mà chúng ta nhìn câu chuyện của cuộc đời của anh cũng như câu chuyện của mỗi cuộc đời chúng ta, nếu chúng ta nhận biết và chúng ta gom lại, chúng ta sẽ thấy rằng Cha chúng ta trên trời là Đấng đã sắp đặt những công việc trong cuộc đời của chúng ta. Và khi chúng ta đáp ứng lại, Ngài có thể cất nhắc chúng ta ở trong kinh nghiệm như Môi-se trong bụi gai đang cháy đó, đem chúng ta vào và mời chúng ta dự phần với Chúa trong công việc của Ngài. Như tôi chia sẻ tuần trước, người anh em này khi tôi gặp, thì lúc đó anh đã bắt đầu nghe bài giảng của tôi 20 năm rồi. Nhưng mà anh đi không nổi, nói chuyện không rõ. Bởi vì tai biến nó làm cho lưỡi nó đã bị cứng rồi. Và phần nửa thân thể kể như là bán thân bất toại rồi đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa cho chống gậy đến. Và khi chúng tôi cầu nguyện cho thì anh bỏ gậy ra về. Tiếng nói được phục hồi. Hướng đi của những ngày trước mắt bây giờ có lý tưởng để sống. Bên nói với tôi, nói rằng mục sư, tôi trải qua những điều như thế này, tôi không muốn sống nữa. Vợ tôi nó cũng bỏ tôi rồi. Bây giờ tôi sống để làm cái gì? Nhưng mà tại sao Đức Chúa Trời để cho tôi còn sống? Thì Chúa cho tôi có lời của Chúa và có những cái khải đạo anh nắm bắt được. Và có một cái ước mơ, đó là mình sẽ khai phóng tất cả những gì, những tiềm năng mà Chúa đặt ở trong người của mình trước khi mình qua đời. Vì không muốn đem cái tiềm năng đó chôn với mình ở trong nghĩa địa. Thì tôi hỏi anh có cái kinh nghiệm gì, anh có cái sở trường gì, anh có khả năng gì? Thì trong lúc mà tôi chia sẻ như vậy, Đức Chúa Trời bắt đầu, tôi nhìn tôi thấy những cái bánh xe bắt đầu nó lăn ở trong não của anh á, trong suy nghĩ của anh á. Thì cuối cùng Chúa Ngài ban cho anh một cái ý tưởng để cho một cái cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng mà không phải là tình cờ, trong chương trình của Đức Chúa Trời, để anh có thể giới thiệu những khách hàng và những tên khổng lồ trong thị trường của nước Mỹ này, để anh giới thiệu sản phẩm này. Và bây giờ tất cả những tập đoàn đó họ bằng lòng để có thể giới thiệu và bán những sản phẩm này. Ước mơ của anh là 50% những gì anh tìm được sẽ dâng vào công việc để cứu Việt Nam. Ước mơ đó tốt hơn cho em. Cần được bảo vệ. Cảm ơn Chúa vì có những con người như vậy. Tôi khi nghe cái tấm lòng của anh và hiểu được điều mà Chúa Ngài đang làm, tôi không dừng ở tại đó. Tôi cầu nguyện là Chúa xin cho Việt Nam của con sẽ như Indonesia. Không phải là 1 triệu phú, không phải là 1 tỷ phú mà thôi, mà sẽ có hàng ngàn, hàng chục ngàn những con người như vậy. Đến cái mức độ là họ có thể mời 95 đại biểu từ 95 quốc gia, trong đó có những phu nhân của Tổng thống, đại nhất phu nhân, đến để tham dự miễn phí. Indonesia trả hết tất cả những chi phí đó bởi những ông thương gia kính sợ Đức Chúa Trời trong tổ chức gọi là The Full Gospel Businessman, hội của những thương gia của tức phúc âm trọn vẹn. Đó có một khái tượng. Là Chúa ban phước cho con để con làm nguồn phước như Gia-bê tới đây. Là Chúa xin nới rộng bờ cõi của con. Là Chúa xin Ngài khiến cho đời sống của con không làm cớ buồn rầu, nhưng mà sẽ là cái cớ của sự vui mừng. Thì Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện. Và chúng ta xin điều đó cũng sẽ xảy ra. Cho mỗi chúng ta, cho VBC Houston, cho anh chị em của chúng ta. Và Chúa Ngài sẽ dấy lên những con người khác nữa. Bởi vì tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài luôn quan sát. Và Chúa Ngài sẽ lên tiếng kêu gọi và bày tỏ lời mời của Ngài cho những ai chịu chú ý đến công việc của Chúa. Ngày hôm đó nếu Môi-se ông nói, chuyện bụi gai trái cũng lạ, nhưng mà cái chuyện nó mắc mớ gì đến tôi, ông tiếp tục đi chăn chim, thì chúng ta không thấy cái sự giải cứu của dân Israel. Amen anh chị em. Ngày hôm đó ông tẻ bước vì ông nói rằng đây là một chuyện lạ. Bụi gai trái ở trong sa mạc là cái chuyện thường thấy, nhưng mà nó trái mà nó không tàn nữa thì nó phải là chuyện lạ. Amen anh chị em. Ông tẻ bước thì tới gần cái bụi gai đó, thì ông nghe tiếng phán làm Môi-se, cõi dài của con,
Vì đất con đứng là đất thánh vì Chúa hiện diện ở tại đó. Và Đức Chúa Trời Ngài phán từ đây bụi gai cháy mà không tàn đó để giới thiệu rằng Ngài là đấng tự hữu hằng hữu. Ngọn lửa này nó không tàn là bởi vì nó là sự hiện diện của đấng không cần bất cứ điều gì để bảo tồn sự hiện diện của Ngài. Đức Chúa Trời không bao giờ đói, không bao giờ khát, cũng không bao giờ hết sức. Ngài không mệt mỏi. Ngài là đấng thừa quyền năng để giúp đỡ cho chúng ta khi chúng ta tẻ bước. Xin Chúa cho hôm nay cái giờ cầu nguyện này là những giờ cầu nguyện mà chúng ta tẻ bước đến gần lắng nghe tiếng phán của Chúa cho chúng ta. Xin Chúa cho để chúng ta nắm bắt được cải thượng, anh chị em. Tôi tin rằng Chúa Ngài đã ban phước trên chúng ta, đã khiến BBC như là một cái phòng thí nghiệm. Và Đức Chúa Trời đã đổi các đầy tớ của Chúa, những người có ơn của Ngài, đủ những sự dạy dỗ, tập dặn cho chúng ta để biết lắng nghe tiếng phán của Chúa, để chúng ta biết, để chúng ta sử dụng ơn thẩm quyền của Ngài để giúp đỡ cho những người có nhu cầu. Chúa sai cái người sứ giả truyền giáo nổi tiếng nhất thế giới, kết quả nhất ở trên thế giới, đến để giảng cho đại hội của chúng ta. Chúa sai cái người được ơn và có cái kinh nghiệm đuổi quỷ nhiều nhất ở trên thế giới, hơn 40.000 ca, đến đây để huấn luyện chúng ta. Chúa sai những tiên tri của Chúa, là những người mà chúng ta sử dụng một cách lớn lao, đến đây để dạy chúng ta ơn tiên tri. Vì ai được ơn nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin của mình, có sự tập dượt, có sự dạy dỗ. Chúa đem những chức vụ hết sức là lạ lùng đến để yểm trợ chúng ta. Chúa đem lửa phục hưng từ quần đảo Fiji đem đến đây và giao cho chúng ta lửa phục hưng đó. Anh chị em, chúng ta nhìn lại chúng ta sẽ thấy rằng dường như Đức Chúa Trời có ý định muốn mời chúng ta làm gì với Chúa đó. Cho nên những bụi gai trái, những kinh nghiệm bụi gai trái đó cứ là xảy ra trong các đại hội, trong đời sống của chúng ta. Xin Chúa Ngài cho để chúng ta nắm bắt được rằng tôi có thể được Đức Chúa Trời Ngài sử dụng. Như lời của bài hát ngày hôm nay, khi chúng ta hiểu và chúng ta bắt đầu công bố ra thì phép lạ sẽ xảy ra. Tường thành có thể ngã như Jericho đã ngã khi dân sự của Chúa đồng hét lên một tiếng và tiếng tù và cùng thổi cùng một lúc. Thành Jerusalem nó kiên cố và nó dày đến cái độ hai chiếc xe ngựa chạy ngược chiều ở trên vách thành của Jerusalem, của Jericho được. Vậy mà chỉ cần tiếng hét của dân sự của Chúa cùng tiếng tù và mà nó đã ngã, mà không có cái nào ngã ra. Ngã ra đè dân sự của Chúa chết, tất cả đều ngã ập vô. Lạ lùng hơn không? Xin Chúa nghe cho để chúng ta lần bước nhìn lại những kinh nghiệm bụi gai trái mà chúng ta có ở trong Chúa. Không ai trong chúng ta, nếu chúng ta thật sự tin Chúa, trong khoảng thời gian qua mà chúng ta không trải nghiệm cái kinh nghiệm gặp Chúa ở trong cuộc đời của mình. Nếu chưa, chúng ta hỏi Chúa tại sao và hoàn chỉnh để chúng ta có thể kinh nghiệm ở trong ơn của Chúa. Amen anh chị em. Xin Chúa ban phước để chúng ta được ơn của Chúa trong thời giờ cầu nguyện này. Và tối hôm nay thì tôi khuyến khích anh chị em là chúng ta sẽ dành thời giờ, mỗi người trong chúng ta lấy lời cầu nguyện của Gia-bê và chúng ta cầu nguyện cho chính mình trước. Sau đó chúng ta sẽ hiệp lại để chúng ta cầu nguyện cho BBC Houston cũng như những điều mà tôi mời anh chị em cầu nguyện trong buổi tối hôm nay. Amen. Chúng ta dành 10 phút đầu, anh chị em tha thiết cầu nguyện như Gia-bê đã cầu nguyện. Nhưng tôi thật sự thấy rằng Chúa có thể sử dụng chúng ta, hãy xin Chúa như Gia-bê xin. Chúa ban phước trên chúng ta, Chúa nới rộng bờ cõi chúng ta, Chúa khiến cuộc đời của chúng ta làm cớ của sự vui mừng phước hạnh chứ không phải làm cớ của sự buồn rầu. Và xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta sẽ được đầy ơn Chúa và chúng ta tấn tới trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Cha kính yêu, con tạ ơn Chúa để phước hạnh mà Ngài ban cho chúng con. Ngài đã cho ghi lại lời cầu nguyện của Gia-bê ở tại đây, mà tối hôm nay chúng con một lần nữa cầu nguyện theo dựa theo lời của Ngài. Đó là sự ký thứ nhất chương 4 câu 9 cho đến câu số 10. Con cầu nguyện, xin Chúa ban phước trên đời sống của con, Quỳnh Quốc Khánh, một cách hiện thực. Ban ơn càng hơn những gì Chúa Ngài đã bắt đầu, xin Chúa Ngài ban càng hơn.
đời sống hôn nhân gia đình của con cũng được Chúa Ngài tiếp tục ban phước. Xin Chúa ban phước trên đời sống của con cái của con. Xin Chúa Ngài ban ơn để chúng con có thể hầu việc Chúa trong ơn quyền và sự sức giàu của Ngài. Dù miệng đời, miệng của loài người có nói như thế nào thì xin Chúa, ơn của Ngài sẽ bao phủ chúng con như một cái thuẫn tre. Và xin tiếp tục ban phước để chúng con được phước, được bảo vệ của Ngài để tiếp tục làm nguồn phước ở trong ơn của Chúa. Chúa ban phước trên công việc của chúng con làm. Bởi ơn của Ngài Chúa giàu. Nhưng thêm mọi việc tay chúng con đụng đến, Chúa sẽ làm cho nó nên việc và được ban phước. Xin Chúa Ngài ban phước ở trên chức vụ đời sống hầu việc Chúa của chúng con ở trong ơn của Ngài, con ngợi khen Ngài. Và Chúa xin Chúa Ngài mở bờ cõi của đời sống của con rộng lớn càng hơn. Con amen và đón nhận lời tiên tri rằng kể từ tháng 10 năm 2022 thì các buổi giảng đạo sẽ không có đủ chỗ ở trong bên trong nhà, nhưng sẽ đưa ra ngoài trời. Con số sẽ lớn hơn ở trong ơn của Ngài. Ô lại Chúa, và không phải chỉ cho Việt Nam, Bắc Mỹ mà thôi, nhưng mà Chúa tiếp tục mở Indonesia, các nước lân bang của chúng con. Những lời mời xin Chúa ban để đủ ơn, đủ quyền và điều kiện để con có thể đáp lời, để có thể san sẻ phước hạnh của Chúa, những gì Chúa Ngài đã dạy và tích lũy được trong chức vụ trong 40 năm qua cho anh em của chúng con của các nước nữa. Và tinh lành cứu rỗi của Chúa như con đã hứa nguyện trước mặt Ngài 43 năm về trước, Ngài khen Chúa. 44 năm về trước, Ngài khen Ngài. Rao giảng tình yêu, ân điển của Ngài cho tất cả những người con gặp gỡ, con Ngài khen Chúa. Và Chúa xin ban ơn bờ cõi của chúng con cứ tiếp tục được Chúa Ngài nới rộng ở trong ơn của Ngài. Xin tạo những cơ hội, xin làm việc trên những tấm lòng như những tổng quan nhiệm đã lên tiếng ở trong những ngày qua, để cánh cửa Việt Nam sẽ luôn mở rộng. Và chúng con trong một năm sẽ có nhiều chuyến về Việt Nam hơn là chỉ cuối năm. Xin lời tiên tri mà Chúa dùng miệng của trẻ thơ để nói sẽ thành sự thật. Chúng con ngợi khen Ngài. Xin ban phước tiếp tục nở rộng để chúng con được tay Chúa phù giúp, yểm trợ chúng con, bảo vệ chúng con, ban phước trên chúng con đầy sự hiện diện của Ngài. Để chúng con đi đâu, chúng con làm gì, Chúa Ngài sẽ ban phước và nhiều người sẽ được phước của Chúa. Xin giữ con khỏi những điều dữ. Xin hàng rào bảo vệ của Ngài tiếp tục được phủ che. Lạy Chúa là đấng có quyền để bịt miệng những kẻ thù nghịch, tất cả những lời nói vô cớ, những sự tấn công bắn phá, nhưng danh Đức Chúa Jesus Christ cột trói tất cả những điều đó. Mọi miệng sẽ ngậm lại vì ơn của Chúa bao phủ như một cái thuẫn tre. Xin Chúa Ngài hành động, chúng con cảm ơn Ngài, chúng con ngợi khen Chúa, chúng con chúc tụng Ngài. Hallelujah. Anh chị em xin lần bước lên phía trước để chúng ta cùng nhau cầu nguyện trong thời gian này. Khi anh chị em đã xong cầu nguyện cho chính mình như điều mà Gia Bê đã cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.